Chào mừng các bạn đến với kênh Ngọa Long Design. Ok, hôm nay mình sẽ thiết kế một cái poster giới thiệu sản phẩm kem chống nắng. Giờ mấy hôm nay trời nắng quá mà mới nảy ra ý tưởng làm sản phẩm này chứ. Ok, mình sẽ tạo một cái nền trời có núi, có mây, có hồ nước và đầm sen. Mục đích ban đầu rất là quan trọng. Chúng ta phải hình dung được cái ý tưởng cuối cùng của thiết kế. Có thể bố cục và nội dung sẽ khác đi đôi chút. Tuy nhiên, ý tưởng phải được ta thống nhất để theo cho đến khi ra thành quả. Bạn hình dung ý tưởng như thế nào thì các râu ria như nền, hiệu ứng, thành tố trang trí sẽ lệ thuộc theo. Ok, sản phẩm của chúng ta đây rồi. Khúc này cắt nên tua nhanh hơn một chút nha. Bởi vì bộ kem chống nắng màu cam nên mình sẽ sử dụng nền xanh da trời để làm nổi bật màu của sản phẩm nha các bạn. Màu cam mà đi với màu xanh dương là đúng bài luôn các bạn. Tuyệt vời luôn nha. Nếu như mà khách hàng của chúng ta có bộ màu nhận diện riêng cho thương hiệu thì ta phải tuân theo. Còn nếu như mà khách hàng yêu cầu ta tự do thoải mái sáng tạo thì mình nên phối các màu tương phản với nhau ha. Ok, mình cho các layer sắp xếp lại cho nó một tí để hợp lý hơn. Tiếp theo là cho bộ lá sen tròn vào. Tiếp đến là cái gờ đất. Sau đó là ruột bậc thang. Đặt nó phía sau để tạo cái chiều sâu cho poster. Sau đó mình scale cái lá sen lại một tí cho nó đều. Rồi mình dùng brush tạo bóng cho sản phẩm ha. Hôm bữa có ông nào ông kêu mình tua nhanh quá mà lại cứ hay phóng to thu nhỏ cái khung hình á, làm ổng bị chóng mặt các bạn. Nên ok, hôm nay tôi cố gắng để cố định cái khung luôn để các bạn xem cho đỡ nhức mắt nha. Được. Hào án. Tiếp đến là cho bông sen vào. Thêm một cây bông sen nữa, cho con cóc vào. Ê lộn, con ếch chứ. Tinh chỉnh các layer lại một chút xíu. Đặt ở đây được rồi. Ok, sau đó cho ngọn núi vào, đặt phía sau ruộng bậc thang nha. Lúc này là cái tấm hình của chúng ta nhìn cũng khá ra gì và này nọ rồi đó. Ôi, ghê chưa? Để tăng thêm phần sinh động, mình sẽ cho thêm chim vào, bướm vào. Đặt mỗi con một góc hả các bạn? Ok đó. Sau khi mọi thứ đã set up xong, mình mới bắt đầu cho khung chữ vào nè. Khung to, khung nhỏ. Rồi, tiếp đó gõ nội dung kem chống nắng sunscreen 3-in-1. Quáp cong nó một tí. Scale nhỏ lại, canh giữa. Ok. Rồi, tiếp theo mình gõ vào ngày mở bán 20 tháng 12 ha. Rồi. Sau đó tiếp tục là cho ba cái khung nội dung bên dưới. Ba khung này mình sẽ cho nội dung là ưu điểm của sản phẩm ha. Chúng ta đi theo trình tự. Thứ nhất là tên sản phẩm nè. Tới ngày ra mắt nè. Rồi tới ưu điểm của sản phẩm. Ưu điểm của kem chống nắng là chống nắng nha các bạn. Ủa mình chỉ lâu lắm rồi đi nhé. Khoan, tôi chưa nói xong mà. Kem chống nắng ngoài ra còn làm mịn da nữa nè. Không gây khô da, kích ứng da. Ngoài ra còn chống các tia cực tím, là tác nhân chính làm ung thư da ha. Rồi, gõ vào. Nắng quá mà thiệt chứ, mình làm xong cái poster này chắc đi kiếm bộ kem chống nắng mua luôn quá. Chứ không sao dám ra đường các bạn. Chết luôn á. Mấy bạn ở miền Bắc mùa này chắc mắt lạnh luôn rồi. Còn từ miền Trung đổ vào trong Nam thì xác định luôn, nóng chảy mỡ. Rồi, cho cái khung nữa để dưới. Gõ vào chữ, cùng chờ đón nhé. Được chưa? Rồi, khúc này xem như là chúng ta đã xong cái poster rồi đó. À quên nữa, cho thêm hai cái vệt khói vào để có thêm một tí hiệu ứng ha. Ok, poster của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn ơi.
Hy vọng mọi người thích video này, và nếu thấy hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và chia sẻ kênh mình nhé. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Ngoại Long Design nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.